Trở lại với các thông tin thời tiết cùng với chị Quỳnh Anh. Hai ngày vừa qua thì tại thành phố Hồ Chí Minh có ghi nhận là có mưa về chiều tối rồi ngập úng thì cũng đã xảy ra rồi. Vậy thì trong ngày hôm nay sẽ như thế nào đây ạ? Có mưa dông, có ngập úng nữa không chị Quỳnh Anh? Vâng chị Hoa, theo như dự báo thì ngày hôm nay khả năng ngập úng cũng khá là cao đấy ạ, vì mưa dông sẽ tiếp tục tăng lên. Thưa quý vị khán giả, theo dõi bản đồ dự báo mưa ngay sau đây tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể thấy là lượng mưa từ 25 đến 50 mm xuất hiện tại nhiều nơi và mưa to dồn dập chỉ vài chục phút, khiến cho nước không kịp thoát, gây ra hiện tượng ngập úng tại các tuyến đường trũng thấp. Mưa ngập lại xảy ra đúng vào giờ tan tầm khiến cho việc đi lại càng khó khăn hơn. Thế nên trước khi tan học hay là tan làm vào chiều nay, quý vị nên cập nhật diễn biến thời tiết để có thể chủ động di chuyển. Và không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, trong chiều tối nay, mưa dông cũng sẽ xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác của Tây Nguyên và Nam Bộ. Bên cạnh nguy cơ về ngập úng do mưa lớn thì người dân cũng cần phải hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra sấm sét và gió rất mạnh đi kèm trong mưa dông. Vâng, thế còn với khu vực Trung Bộ thì sao? Cũng sẽ có dự báo là có mưa và giảm nắng nóng. Vậy thì mưa ở Trung Bộ sẽ diễn ra vào thời điểm nào trong ngày hôm nay? Vâng chị Hoa, thưa quý vị khán giả, theo như dự báo thì ở khu vực miền Trung thì từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa dông cục bộ trong ngày hôm nay và sẽ có những điểm mưa vừa mưa to tương ứng với vùng màu xanh đậm trên bản đồ này. Và đây cũng là những nơi có xác suất xảy ra sấm sét, gió giật cao hơn so với các khu vực còn lại. Trong buổi sáng và trưa thì trời nắng yếu, nắng nóng diện rộng chấm dứt khi mà nhiệt độ giảm xuống mức 31 đến 34 độ. Với khu vực Bắc Bộ thì ngày hôm nay nhiệt độ cũng giảm và không còn nơi nào xuất hiện nắng nóng. Tại các tỉnh thành thì đều phổ biến là từ 34 độ trở xuống. Thế nhưng lưu ý đến đêm nay thì mưa dông sẽ quay trở lại và cảnh báo ở khu vực vùng núi sẽ có những điểm mưa to trên 70 mm, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, các vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ xuống tới Quảng Ngãi và ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết tốt, trời mưa ở một vài nơi, gió duy trì là khoảng cấp 4 đến cấp 5. Trái lại ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Kiên Giang và quanh huyện đảo Trường Sa thì lại cảnh báo có mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Anh với những diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay. Và như vậy là ngay trong chiều tối nay thì một số khu vực như là Tây Nguyên, Nam Bộ hay là khu vực Trung Bộ sẽ có mưa dông. Vì vậy quý vị hãy thật lưu ý khi di chuyển vào giờ tan tầm. Bây giờ sẽ là bảng nền nhiệt độ chi tiết và trạng thái cho một số tỉnh thành trên cả nước trong vòng 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi.